sẵn và khai khai trong đến tí một cái bếp chôn đã phải bật nạc sẵn đá là tụi bật tìm mùi ảnh nô chạp bàn sạch bật lý cho mọi chỗ chạp bàn sạch đánh tay mà đón trong thọt con con chú chuyện giam sạch nét đá thọt rừng đánh sạch tình dục tình ngày hay tham tên lại thẳng tiết và bà bình mất này cứ tự tưởng nâng cả bằng crap trong đá thọt rừng đánh sạch chứ nè bà thọt rừng sạch xa rừng sạch ấy chất đào bà lên đi tự bàn sạch mặt kết bà chạp bàn hãy bà hát ấy bàn chê mình đồ càng ngay ấy thơ bà chê cả đá rừng bà phê bạp này bà đi tiết dường mà tạm đàn lùm ít bàn thái mặt bà tí bí cho ruộng sau đài phong bà đây bà bôn tự tài cháy lùi bì tình này kia bàn bà môi liền riêng trời ạ kì phê chạp chê tàng bà nâng bà tía ọc mình xó mình đừng mù là hết bà bình mật này kì tạ tường nâng đồng nâng đó cô ào sau đài mạnh tén bà tục tròn tục hay bà chạy lôi tình yêu kia bà môi liền riêng làm bày dọc một bà cò bà bò chân châm chì vật chì trừ bà plương chạp chè tàng bà tè bà tàng lôi tự tiết bà bật chì nọ thòm nè tục thơm thà nâng miền tập rõ chôn bà chùi đò quạt phóng bà chân bình mật dường mà tạm tàn lùm ít nơi ạch bà tình bình nịch đôi tròn tứ ảnh đốt chạp bàn sạch bà lì chmọ chô chạp khuôn bàn sạch đánh trong thọt con con chú chiên xàm chọc nét đài thọt ở đường cả đài sát chẳng giúp chẳng ngay hai thèm chẳng lại tiết nơi ngay tì đọc mùi khai thân nú cho nàm bì bọt phí bì kỳ lòng tầng ní xa mát tạc cách thay mùi krong bàn đuồm xa ca khí ní xâm rốc tư bóng krap rộp bùi chùn chết chân miền bảo sây mùi krong đài nôm khí ní rục xì rùm phết phá lật ở rừng à hạp phía đã lụa tàm online bóng coi miền ca phá nhạp ào chì khlăng bà tạp bát ca cho bóng krap mùi ní bàn bà rớt nơi bình tục khổng đồ mùi thần lây nhưng hát chôn bộ rây bà tư thấy đã chê tì tăng thua dịch cảm phép rồi bọc rõm chôn chết chăn khẳng lờ tăng bò rõm mê nạch đăng tiệt tha cả nạ chô qua cầu cài xong bọc rục xí phá lật ở rừng à phía muối phim phim lúc bàn chạp khọt khuôn nẹ thọt rồm tèn nẹ xong đanh bà sấy bên tăng chôn chết chăn nâng chôn chết thay chôn đồn bà bày nè trong ngày ai phò tăng vĩnh kê bà mô bàn vật thụ tăng chê tràn chiên hà sấp đào nông nụ rung miên tạc rung nằm xâm ráo rung tăng sông à nà mai chê tràn bà ốc hai công viên ốp bà có xâm rạp thót vi tổ đồ chê tổ sạp đáy chùm đồn đập bì cướng nâng tổ tu chùm đồn buồn cướng thảm tiệt chê môi khí nụ đai xa mặt tạc cạch thái bàn ở đăng thà cổ mùi ní trời bàn tạm đám dù nà mọc hái kê rục xí đòi bạc ai mà nấu châu từ mớ vi tổ à hạp hiếc tạm website chê bì xác trong buổi này cứ nằm khné sầm đánh chẳng dục chẳng ngáy đang biên nhạc sầm đánh chẳng pro chẳng say nâng phê tị bay giờ rộp đỏ tới sầm sập nét đại phụ kế bắt đầu khné sầm đánh dạ bế bầm mùi máu mà đòn bà bình mật này cứ tạ tường đang sầm mặt được cách thấy ban thưa cả chạp khọt khuôn chân chết thay nâng chân chết chân bầm man chiên sầm sập nét bà bẹp bòn nâng cả đàn này phần lật vị chỗ à phía bà thọt chân tư bà lụa dân bà lụa tam website dân tư bà dân đăng thay cái lụa tam dân bạch anh nội tế bà tài lên đây khơi thà ở lại hơi bà xem mặt cách thầy tam đàn vô hơi hết ấy bàn chỉ mình làm cái đồ gì bỏ trầm trớ bà chỉ vừa bơ bà khó chụp bắp bà à phía bạn này ở con bệnh mất sớm bệnh chọn này anh tập bạn này giờ mà tam đàn này anh tập bạn một tiết cho luôn sau đại phong đây propon tự chạy lưới bị tình yêu kia bà mùi lên điếc từ ở kỳ phê chạp chai tăng tè tăng lưới ở mình sau khách vay riêng ở cây phê chạp chạp tại một khu nông dạng dân thổ dân thứ mình ạch ổn ra có bánh tắc bình lút bàn toàn bề về lìa bánh đá lợi mà chạp tại sài trò hồ dung của ai ạ xấu chìa phân bích cả nạ tư đạc chạy lưới tình hệ kia bàn bà mùi linh riêng nâng trọc xâm bát mùi chùm đồn tiết chạy mọt tại mặt đồng đại hát ca khăn lưu nít bàn cạc láng ca bì về lìa mong bí nâng đoạn tiết rồi xíu thằng ai tì tập bấy thai thân hút cho nàm bì bọn phí thất nơi phùng tàu bèn bì ca khùng ẩm bớ sọc lồ mì hai khai thoải riêng trung tâm xa mặt tạc cách nụ cổ bà sọc bà nạc tăng tha mà chắc tè rung cổ miên chmù tha và vông ảy dụng mà phí bàm bì chnám nâng miên bà bôn chmù tha ai chà vi ảy dụng mà phí bàm mù chnám đốt nơi phùng tàu bèn bì ca khùng ẩm bớ sọc lồ mì hai trong nay ai tè rung ca chết miên xò tùm hùng bùn mát còn nâng bàm bì mát bọc sang ngà xây nâng khôi khát trọng xâm bát rút miên tạc prạ tơp tài cháy bê tình kế bà mùi liền riêl miết bây chì còn lá prạ tơp tài lụa sợ bán châm nún chương mùi liền riêl sợ mập hị báo xâm liệt bằng phép chạy tình ớ sợ rớp tạc prạ bà mán chương bàm bì liền riêl tạm xạ xây bà nạ đăng thá mình bê cạt hết cái khương xanh chai hôi chân bì cùng nâu châm báo hơi riêl đọp tê đá nơi các bài nút bằng còi mình cạp nhạp áo đòn nẹp phúng nâng mà chạp tê anh tra cung chú đoàn tắc chê nâng nâng rìa cá một xe mặt cạch mù lật than dột rạch dún đặt một chùi bánh bánh tái đôi xa tại phương chạp chạy khăn từ hơi mình ai cục rung sạch thàn là cạp bán bánh đau áo chạp chạp tê tăng sống của áo giả xô bà bình bệnh này cử tệ tờ nâng cả thành ấy của kịch phê bà chạp chạy chạm ba ứng nâng khẳng cạp tê hay có rìa đà và mộc đò tê rồi bọc luôn bà đôi chân này hơi cả đã chạm ba ứng tục đ mà ở bàn trầm trữ cũng đặt cái bài tập về nghề nền chạm che và bật chìa cô ở nơi đặt sâu na hay
លុយទៅតែចៃគេបាទ6លានរៀលទៀតហើយទ្រព្យសម្បត្តិបាទមានមាសមានកបាទមានលុយបាទសរុបទឹកប្រាក់បាទជាង7លានរៀលឯណោះបាទច្រើនមែនតើអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីទាំងពីរនេះបិសោញូចថៃបាទសម្លេចនៅអត្ថបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំណុច2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1សោកស្ដាយរយៈពេលត្រឹមតែ6ខែអកញ្ញាឃ្លោកបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ក្នុងគ្រួសារដល់ទៅ2នាក់ពិបាកទទួលយកពេកអកញ្ញាបានត្រឹមតែបង្ហោះសាររំជួលចិត្តបែបនេះថាបាទតើបង្ហោះសារបែបណាទៅបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយអតីតតារាសម្ដែងល្បីឈ្មោះគឺតាឃ្លោកបាទក្រោយពីឡើងងារជាអកញ្ញាឧត្តមធ្វើឲ្យលោកបានឃ្លាតឆ្ងាយពីសិល្បៈស្រាប់តែថ្មីនេះលោកបានបង្ហោះសារកាន់មរណៈទុកបាទធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញអារម្មណ៍បាទរំជួលចិត្តក៏ដូចជាចែករំលែកទុកផងដែរបាទតើអ្នកណាគេបានបាត់បង់ជីវិតបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្ថបទទី2យើងក៏លេចមកមើលបបកញ្ញាល្បីឈ្មោះគឺកញ្ញាពេជ្រវតីសារវឌីដែលអត្ថបទនេះមានចំណងជើងថាឲ្យនោះឲ្យរងការរិះគន់ថាផ្លេចកំណើតស្រាប់តែបបកញ្ញាពេជ្រវតីសារវឌីបានចេញមុខដាក់ចំចំថាបាទថាយ៉ាងណាទៅតើអ្នកណាអីក៏ពូកែខាងរិះគន់គេម្ល៉េះរិះគន់ថាវតីបាទផ្លេចកំណើតបែបនេះទៅវិញបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅសោកស្ដាយរយៈពេលត្រឹម6ខែលោកអុកញ៉ាឃ្លោកបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ក្នុងគ្រួសារដល់ទៅ2នាក់ពិបាកទៅយកពេកអុកញ៉ាបានត្រឹមតែបង្ហោះសារយ៉ាងរំជួលចិត្តថាមហាជនជាច្រើនមិនតិចណាស់ទូទេប្រកាសជាបានស្គាល់ច្បាស់ហើយពីអុកញ៉ាឃ្លោកដែលជាអតីតតារាកំប្លែងដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបពូកែប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីកាយវិការដ៏ប៉ិនប្រសប់ធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាហើយមានភាពសើចសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ជាតារាកំប្លែងរួមក្រុមជាមួយនឹងនេកុយផងដែរដែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2022កាលពីម្សិលមិញនោះលោកអុកញ៉ាឃ្លោកមានទុកជាទម្ងន់ដោយសារតែរូបលោកបាត់បង់អ្នកម្ដាយក្មេកជាចាស់ទុំក្នុងគ្រួសារគ្មានថ្ងៃវិលត្រឡប់ដោយសារតែរោគគេពីតជាមួយនឹងអារម្មណ៍ហបិបាកទទួលយកបានលោកអុកញ៉ាឃ្លោកបានត្រឹមតែបង្ហោះសារយ៉ាងរំជួលចិត្តនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាអត់ជាពិបាកទទួលយកណាលោកឪពុកក្មេកទៅតែទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2022ឥឡូវអ្នកម្ដាយក្មេកដែលជាទីគោរពស្រឡាញ់របស់កូនកូននិងចៅចៅបានទទួលមរណភាពនៅវេលាម៉ោង 2:09 នាទីទៀបភ្លឺឈានចូលថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដោយរោគគេពីតសពដង្កល់ធ្វើបុណ្យនៅគេហដ្ឋានតាមពិធីសាសនានៅភូមិស្វាយលើឃុំស្វាយខ្សាច់ភ្នំស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមក្រោយពីទទួលដំណឹងដល់ក្រុមក្រុមនេះភ្លាមបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បករនីបានចូលរួមសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ដ៏ធំធេងមួយនេះនឹងបានផ្ញើសារចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពពីចម្ងាយជាបន្តបន្តផងដែរនេះថ្ងៃដ៏ដែរនោះដែរលោកអុកញ៉ាឃ្លោកបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនៅក្នុងតនភិបពិធីបុណ្យមើលទៅពិតជាស្រងោចស្រងាត់ខាងណាស់នឹងបានបញ្ជាក់ទីតាំងធ្វើបុណ្យទៀតថាសពឧបាសិកាហេងឡៃសៀងដែលជាម្ដាយក្មេកតម្កល់ធ្វើបុណ្យនៅគេហដ្ឋានតាមពិធីសាសនានៅភូមិស្វាយលើឃុំស្វាយខ្សាច់ភ្នំស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមមិនតងអត់ទេនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះអង្គការឃ្លោកបានបង្ហាញនៅរូបភាពជាច្រើនអ្នកភ្ជាប់សារយ៉ាងរំជួលចិត្តទៀតថាសពឧបាសិកាហេងឡៃសៀងពិតជាពិបាកទទួលយកណាស់លោកឪពុកក្មេកទៅតែទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2022សពដង្កល់ធ្វើបុណ្យនៅគេហដ្ឋានតាមពិធីសាសនានៅភូមិស្វាយលើឃុំស្វាយខ្សាច់ភ្នំស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមដែលប្រិមិត្តនៃគេតាក់ទងនឹងលោកអុកញ៉ាឃ្លោកដែលជាអតីតតារាកំប្លែងរួមក្រុមជាមួយនឹងបាទលោកតាកុយផងដែរនោះក្រោយពីបាត់បាទមុខមិត្តយៈពីសិល្បៈដោយសារតែលោករវល់រកស៊ីចំនួនណាបាទឥឡូវនេះលោកពិបាកទទួលយកមែនតើដោយសារតែរយៈពេល6ខែតែប៉ុណ្ណោះអ្នកមានគុណជាទីស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយក្មេកបានទទួលមរណភាពចាក់ចោលគ្មានថ្ងៃត្រឡប់តាគួរឲ្យសោកស្ដាយហើយខ្ញុំបាទក៏សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខទៅដល់ក្រុមគ្រួសារសពសូមឲ្យវិញ្ញាណខន្ធលោកយាយទៅកាន់សុគតិភពកំបីខ្ញុំជាឡើយអរគុណប្រិមិត្តចូលបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតឥឡូវក្រោយរងការរីកគុណថាផ្លេចកំណើតស្រាប់តែពេជ្រវតីសារវតីចេញមកដាក់ចំចំបែបនេះថាលំពេញប្រិមិត្តជាច្រើនបានដឹងហើយថាកាលពីកន្លងទៅម្ចាស់អ្នកគ្រប់គ្រងមួយសេក្រិនឡាំផុននិងឡាំផាង2023បានផ្ដល់ឱកាស
ដល់មិនធ្លាប់មានមួយឲ្យទៅបបកញ្ញាឯកកម្ពុជាពេជ្របតីសារាវ៉ាឌីឲ្យខ្លាចជាគ្រូបង្វឹកដល់បេក្ខភាពមីសក្រែនឡាំផុននិងឡាំផាងជាច្រើនរូបមុនពួកគេឈានជើងចូលប្រកួតលើឆាកដើម្បីដណ្ដើមយកជ័យលាភីប្រចាំខេត្តដោយឡែកងាកមកមើលពេជ្របតីសារាវ៉ាឌីវិញស្របពេលទទួលបានឱកាសបែបនេះហើយនឹងបានខិតខំបង្ហាត់បង្រៀនកូនសិស្សយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ល្អៗដែលមាននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងទៅដល់បេក្ខភាពប្រកួតដើម្បីធ្វើឲ្យបានល្អនៅលើឆាកនោះទន្ទឹមនឹងការងារក្តាប់ឱកាសល្អៗដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនក៏ដូចជាបង្ហាញសមត្ថភាពឲ្យគេកាន់តែស្គាល់កម្ពុជាដែរនោះបែរជាពេជ្របតីសារាវ៉ាឌីត្រូវបានមហាជនក្នុងស្រុកមួយចំនួនតូចរិះគន់ផាំងផាំងទៅលើនាងវិញថានាងស្រឡាញ់តែជាចាស់គេរហូតភ្លេចកំណត់ខ្លួនឯងយ៉ាងណាមិញជំវិញរឿងរ៉ាវមតិរិះគន់បែបនេះធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនធំក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងស្រឡាញ់ដល់កញ្ញាពេជ្របតីសារ៉ាឌីបានប្រតិកម្មជាខ្លាំងចំពោះការលើកឡើងមួយនេះពោលគឺសំបីតែបវរកញ្ញាកម្ពុជាគឺកញ្ញាពេជ្របតីសារ៉ាវ៉ាឌីផ្ទាល់ក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍អន់ចិត្តខ្លាំងចំពោះអ្នករិះគន់នាងដូចគ្នាដែរតាមរយៈការឡាយកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅក្នុងនោះនាងបានទម្លាយថាពេលនាងឡើងឆាប់ដំដំនាងតែងតែស្រែកប្រាប់គ្រប់គ្នាថានាងមកពីប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយមានវប្បធម៌អរិយធម៌មានប្រាសាទអង្គរដ៏ចំណាស់ប្រជាជនខ្មែរគួរឲ្យស្រឡាញ់តែបាជាមើលមិនឃើញទាំងវើល្អរបស់នាងទៅវិញលើពីនេះទៅទៀតពេជ្រវតីសារវតីបានបន្ថែមទៀតថាហេតុអ្វីបានជាមើលឃើញតែនាងនិយាយថៃពេលនាងនិយាយខ្មែរបាជាមើលមិនឃើញហេតុអ្វីបានជាមិនសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលបានឃើញប្រទេសខ្លួនឯងចូលលើឆាកអន្តរជាតិមានការងារល្អធ្វើអញ្ចឹងនាងពិតជាតូចចិត្តខ្លាំងណាស់ចំពោះគំនិតអវិជ្ជមានទាំងនេះបាទប្រិមិត្តនេះគេតាក់ទងនឹងបបោកញ្ញាចក្រវាលគឺពេជ្របតីសារាវ៉ាឌីត្រូវបានតំណាងថៃបានរើសជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនដល់សិស្សថៃណាហើយមុនខ្លាចជាការប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិវ៉ាលេនីពេជ្របតីស្រាប់តែត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាមហាជនមួយចំនួនតូចធ្វើការរិះគន់ថាបាទភ្លេចកំណើតខ្លួនឯងបែបនេះទៅវិញបាទហើយវតីបានបក